Tuyên bố được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đưa ra sau khi một phái bộ gồm 16 thành viên của cơ quan này được cử tới Nhật Bản để kiểm tra các nỗ lực làm sạch tại các khu vực bị nhiễm xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trước đó, các chuyên gia của phái bộ này đã lấy các mẫu cá trong khu vực để thử nghiệm. Người đứng đầu nhóm phái bộ của IAEA tại Nhật Bản, ông Juan Carlos Lentio cho biết, quy trình sản xuất các chuỗi thực phẩm tự nhiên và các chương trình giám sát đã làm giảm mức độ bức xạ trong thực phẩm. Tôi có một câu trả lời rất đơn giản cho vấn đề này. Tất cả các sản phẩm tại Fukushima đều an toàn. Tôi đảm bảo rằng các sản phẩm này không chứa bất kỳ bức xạ nguy hiểm nào và chúng ta có thể yên tâm tiêu thụ các sản phẩm này. Việc đánh bắt cá trong khu vực Fukushima đã được khôi phục hồi cuối tháng 9 sau khi chính phủ Nhật thực hiện giám sát chi tiết về mức độ ô nhiễm của nước biển do rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Trước các tin đồn cho rằng các sản phẩm tại Fukushima bị nhiễm xạ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thăm cảng Matsukawara ở thành phố Soma thuộc tỉnh Fukushima và đã dùng món bạch tuộc do ngư dân Fukushima đánh bắt. Ông cũng cho biết sẽ đẩy lùi tất cả các tin đồn gây ảnh hưởng tới nghề cá trong khu vực này bằng cách cung cấp thông tin chính xác, đồng thời khẳng định các sản phẩm cá tại Fukushima rất ngon và an toàn.